Bí ẩn chiến dịch di tản của người Mỹ khỏi Sài Gòn. Sau chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố ở khu vực Nam Trung Bộ, người Mỹ bắt đầu tính đến chuyện di tản khỏi miền Nam. Đây là kế hoạch tuyệt mật đã được chuẩn bị từ trước, nhưng quá trình thực hiện không giống trong kịch bản. Thực tế, những lộn xộn từ mặt trái của công tác tuyên truyền đã trở thành cuộc rút chạy chưa từng có của hơn 1 triệu người. Hơn 40 năm qua đi, chuyện di tản của người Mỹ ở Nam Việt Nam vẫn là những ẩn số cần được giải mã. Thi hành Hiệp định Paris, Mỹ buộc phải rút hết quân về nước. Thế nhưng, để hà hơi tiếp sức cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, trước khi rút quân ra, Mỹ đã đưa vào miền Nam gần 700 máy bay các loại, 500 khẩu pháo, 400 xe tăng, xe bọc thép và rất nhiều tàu chiến, dự kiến đưa thêm một số lớn binh khí kỹ thuật, tăng dự trữ vật tư chiến tranh của Việt Nam Cộng Hòa lên mức tối cao gần 2 triệu tấn. Để vận hành các phương tiện khí tài đặc chủng, bảo quản trang bị chiến tranh tiên tiến ở các lĩnh vực của hoạt động quân sự, cần phải có lượng lớn kỹ thuật viên phục vụ mà quân Việt Nam Cộng Hòa không làm được. Để giải quyết bài toán này, Lầu Năm Góc có kế hoạch thay bằng những cố vấn gọi là dân sự trên cơ sở thuê theo hợp đồng. Lầu Năm Góc muốn dùng những công dân không phải là người Mỹ nhưng không thể và cuối cùng lại phải buộc dựa vào nhiều nhân viên quân sự của Mỹ trước kia. Cũng theo điều khoản của Hiệp định Paris, Mỹ phải giải tán Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự ở Sài Gòn. Thế nhưng để hợp thức hóa sự tồn tại của nó, Mỹ đã thiết lập một cơ quan tùy viên quốc phòng DAO gồm 50 sĩ quan cộng với 1.200 dân sự Mỹ mà số đông là những sĩ quan có kinh nghiệm ở Việt Nam đã về hưu. Vì đã vi phạm tinh thần và điều khoản của hiệp định nên cơ quan DAO của Mỹ đã ở Nam Việt Nam hoạt động kín đáo và số lượng nhân viên của cơ quan này cũng không rõ ràng. Đầu tiên, Lầu Năm Góc báo cáo con số dự định là 10.000, nhưng sau đó thì họ thừa nhận có 7.200 nhân viên dân sự, khoảng 1.000 là nhân viên cơ quan phát triển quốc tế, AID. Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam thì tố cáo Mỹ có từ 10.000 đến 20.000 người. Trước áp lực của dư luận và sự đấu tranh thẳng thắn của đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn đại biểu quân sự Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp quân sự 4 bên và 2 bên Trung ương, Lầu Năm Góc đã thừa nhận thuê hơn 23.000 nhân viên qua hợp đồng, trong đó có hơn 5.000 người là người Mỹ. Trong thực tế, vì đã chót dựng ở Nam Việt Nam một chính phủ bù nhìn, tham nhũng, buôn lậu, tranh giành quyền lực, phản động, nên ở thời điểm đó, số lượng người Mỹ làm nhiệm vụ giúp đỡ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu còn cao hơn con số thật rất nhiều. Bởi lúc này, khi sự hiện diện quân sự của Mỹ, sức mạnh răn đe chính không còn, khi mà các gói viện trợ cho Thiệu ngày càng bị Quốc hội Mỹ kiểm soát gắt gao, thì việc hiện diện những nhân viên quân sự đội lốt dân sự của Mỹ trong hoàn cảnh đó là hết sức cần thiết. Nó được xem là liều thuốc tình cảm an ủi bộ máy chính quyền Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu và cũng ngầm nói với các nước rằng Mỹ không hề bỏ rơi đồng minh. Nhưng cho dù Mỹ có cố đấm ăn xôi, dùng nhiều cách khác nhau để ủng hộ Thiệu đi chăng nữa, thì ngày suy tàn ở Nam Việt Nam vẫn cứ đến rất gần. Nguyên nhân là vì bị cắt viện trợ, và đặc biệt là do cả Mỹ và Ngụy không phán đoán đúng ý đồ của chiến lược của Hà Nội, nên bố trí lực lượng phòng thủ sai và bị vỡ trận thảm bại, buộc phải rút chạy rời khỏi Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4. Chính việc đưa nhiều nhân viên Mỹ đến giúp đỡ chính quyền Thiệu đã khiến cho chiến dịch di tản trở thành một thảm kịch, một vết nhơ khó có thể gột rửa trong lịch sử quân đội Mỹ. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 năm 1973, chính phủ Sài Gòn tổ chức một hội nghị quan trọng dưới sự chủ trì của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhằm tìm hiểu ý đồ của Hà Nội. Sau hội nghị, Thiệu và các sĩ quan của ông ta thống nhất nhận định rằng những tháng sắp tới quân giải phóng sẽ mở cuộc tiến công quan trọng hơn năm 1974, nhưng chưa lớn bằng cuộc tiến công năm 68. Đúng như tin do CIA phân tích trước đó không lâu. Từ đây, Thiệu kết luận rằng quân đội Bắc Việt Nam không thể đánh chiếm và giữ những thành phố quan trọng dài ngày. Họ sẽ nhắm hướng quân khu 3, đánh Tây Ninh là chủ yếu, dự đoán của đại sứ Martin. Và họ chỉ tiếp tục tiến công cho đến tháng 6 hết mùa khô, sau đó họ ngừng để lấy lại sức và củng cố. Căn cứ vào sự phân tích trên, Thiệu quyết định không gửi quân tiếp viện cho quân đoàn 2 ở Tây Nguyên, mà trái lại tập trung lực lượng dự trữ ở phía nam đất nước. Từ ngày 13 tháng 12 năm 1974, quân giải phóng mở chiến dịch Đông Xuân đánh chiếm hai thị xã phía đông Bắc Sài Gòn ở Phước Long. Tại phía nam, trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, quân giải phóng chiếm nhiều vị trí tiền tiêu ven đường số 4. Frank Snap, một nhân viên CIA kỳ cựu, đội lốt hoạt động ngoại giao, dưới quyền của đại sứ Martin ngày đó đã kể lại trong cuốn Cuộc tháo chạy tán loạn rằng
Sau khi phân tích tình hình, mọi người ở Sứ quán Mỹ cùng nhận định quân giải phóng sẽ chọn một số mục tiêu chung nhưng không đồng ý với nhau về mục tiêu phụ. Martin, đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn cho là quân giải phóng sẽ đánh Tây Ninh, còn Polga và Frank Snap ngã về phía Phước Long, phía Tây Bắc Sài Gòn. Ngày 6 tháng 1 năm 1975, quân giải phóng làm chủ thị xã Phước Long. Đây là đòn đau với chính quyền Thiệu vì chưa bao giờ Hoa Kỳ tỏ ra thờ ơ như lúc này. Chưa hết, sau đó khoảng 5 ngày, núi Ba Đen, một điểm cao ở phía bắc tỉnh Tây Ninh bị thất thủ, đã càng làm cho Thiệu và CIA tin rằng thời gian tới quân giải phóng sẽ đánh Tây Ninh, cô lập Sài Gòn. Thêm một tình tiết nữa khiến cho nhận định trên của CIA và Thiệu khả thi hơn khi vào cuối tháng 12 năm 1975, Đại tướng Kulivok, người đứng đầu lực lượng vũ trang Liên Xô đã bay đến Hà Nội. Hai nhân viên CIA là Polga và Frank Snap cho rằng sau cuộc viếng thăm này Hà Nội sẽ tổ chức chiến dịch lớn, tương tự như cách làm sau cuộc viếng thăm của một vị tướng Liên Xô năm 1971 trước đây. Tuy nhiên, những nhận định của Polga và Frank Snap không được CIA và Bộ Ngoại giao ở Washington chấp nhận. Họ cho rằng vị tướng này chỉ viếng thăm như thường lệ. Tuy nhiên, sau khi vị tướng đến thăm Việt Nam không lâu, qua theo dõi thông tin, Polga và Frank Snap lại nhận thấy khối lượng thiết bị quân sự Liên Xô chở bằng đường biển tới Bắc Việt Nam tăng gấp 4 lần so với trước đây. Điều này giúp họ sơ bộ kết luận, Nga đã ủng hộ hết sức cho cuộc tiến công cuối cùng của Hà Nội. Như vậy, việc Hà Nội sẽ đánh chiếm Tây Ninh là rất khả thi. Thế nhưng, ngày suy tàn đến với Việt Nam Cộng Hòa và những người Mỹ ở Nam Việt Nam không phải đến từ Tây Ninh như cả Đại sứ Martin, Thiệu và CIA nhận định, mà lại đến từ một nơi rất xa Sài Gòn, đó là một thị xã ở Cao Nguyên có tên Buôn Mê Thuột. Trước cảnh tượng rút đi vội vã, sợ sệt, không kèn không trống, nhiều nhà bình luận chính trị đã khôi hài gọi đó là cuộc tập dượt của các công dân cường quốc thế giới. Ngày 9 tháng 3, quân giải phóng đã triển khai lực lượng cài xong thế chiến lược và chiến dịch, đã chia cắt Tây Nguyên với vùng đồng bằng, chia cắt phía Nam với phía Bắc Tây Nguyên, đã hoàn toàn bao vây và cô lập thị xã Buôn Mê Thuột. Đúng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, bộ đội đặc công giải phóng nổ súng đánh sân bay Hòa Bình, hậu cứ trung đoàn 53, sân bay thị xã và kho Mai Hắc Đế, mở màn cuộc tiến công Buôn Mê Thuột. Cùng lúc, các loại pháo hỏa tiễn dội bão lửa vào sư đoàn bộ 23 Việt Nam Cộng Hòa và kéo dài từng loạt đến 6 giờ 30 phút, làm rối loạn và tê liệt cơ quan đầu não địch. Chỉ trong vòng 1 giờ, bộ đội đặc công đã chiếm phần lớn sân bay thị xã, phá hủy trong nháy mắt 7 máy bay địch, chiếm một góc sân bay Hòa Bình và toàn bộ kho Mai Hắc Đế. Lợi dụng tiếng pháo gầm, tiếng súng nổ, các loại xe kéo pháo bắn thẳng, pháo cao xạ, xe tăng, xe thiết giáp, ô tô chở bộ binh của ta từ các phía ào ào tiến về phía thị xã. Có đơn vị xe tăng của ta cách Buôn Mê Thuột 40 km, phải băng qua các vật chướng ngại, bỏ qua các đồn bốt địch dọc đường, âm âm tiến thẳng về thị xã. Trên dòng sông Serepok hung dữ, những chiếc phà hiện đại được lắp ghép rất nhanh, xe tăng, xe bọc thép, pháo cao xạ, pháo cơ giới nối đuôi nhau qua phà, cả núi rừng Tây Nguyên chuyển động trong bão lửa. Trong chiến dịch Tây Nguyên, ta bắt được Đại tá Vũ Thế Quang, Phó Tư lệnh Sư đoàn 23 Ngụy. Đại tướng Văn Tiến Dũng kể trong cuốn Đại thắng mùa xuân rằng Quang đã khai rõ việc quân giải phóng đánh Buôn Mê Thuột là nằm ngoài dự kiến của Bộ Tổng Tham mưu và của Mỹ. Bởi sau trận Phước Long, Mỹ Ngụy nhận định việc cộng chỉ có thể đánh một số thị xã nhỏ như An Lộc, Gia Nghĩa, còn thị xã lớn như Buôn Mê Thuột, Pleiku, Tây Ninh chưa đánh được. Đến khi Buôn Mê Thuột bị tiến công, Mỹ và Ngụy vẫn cho rằng đây chỉ là nghi binh để đánh Gia Nghĩa. Tiếp đó, Quang hiến kế cho quân giải phóng đánh Nha Trang, Cam Ranh vì phòng thủ ở nơi đây rất mỏng và tinh thần binh sĩ Ngụy đang rất hoang mang. Sau khi phản kích chiếm lại Buôn Mê Thuột nhưng bị thất bại tại Phước An, Nông Trại, Chư Cúc, địch bắt đầu rút bỏ Tây Nguyên. Ngay lập tức, đêm 16 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng tổ chức lực lượng truy kích địch trên đường 7 và bắt được Đại tá Ngụy Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân thuộc quân khu 2. Tất khai, chiều 14 tháng 3 trong cuộc họp tại Cam Ranh, sau khi nắm tình hình, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định phải rút khỏi Kon Tum, Pleiku theo đường 7 để bảo toàn lực lượng giữ đồng bằng ven biển. Sáng 15 tháng 3, Phú và Bộ Tham mưu chính của quân đoàn 2 rút bằng máy bay về Nha Trang, lấy lý do là để thành lập Bộ Tư lệnh Tiền phương chỉ huy tác chiến, lấy lại Buôn Mê Thuột. Những đơn vị chuyên môn rút về Phú Bổn mang theo gia đình, người thân nên lộ bí mật khiến sĩ quan, binh lính khiếp sợ và gia đình họ un un kéo vào sân bay, tranh nhau lên máy bay, gây lên sự hỗn loạn.
Người nào không vào được sân bay thì dùng đủ các loại xe chạy về phố Bổn. Đường xá tắc nghẽn, quân lính tranh nhau đường đi, chửi bới, đánh nhau ầm ĩ, gây thêm nhiều cảnh hỗn loạn trên đường. Ngày 16 tháng 3, khi đoàn di tản đến phố Bổn thì mệt mỏi, chán trường quá nên không đi nữa. Giao thông trong thị xã bị tắc nghẽn vì lính dồn về đông. Binh lính bắt đầu phá phách, cướp bóc trong phố, gây nên cảnh tượng rất hỗn loạn. Khi quân giải phóng tiến vào chiếm phố Bổn, Phú ra lệnh cho binh sĩ bỏ hết vũ khí nặng và quân dụng chạy khỏi phố Bổn. Khi những thành phố nối tiếp nhau rơi vào tay giải phóng, thì các phi công Air American chỉ còn rút lại một nhiệm vụ chính là thực hiện các chuyến bay di tản, và đó là những điệp vụ vô cùng căng thẳng. Cuộc di tản diễn ra trong sự hoảng loạn, một phi công Air American kể lại. Đám đông hoàn toàn hoảng loạn và mất hết kiểm soát. Chúng tôi phải kéo thang dây lên, đóng cửa những chiếc C-46 của chúng tôi lại và mọi người bắt đầu công kênh nhau trèo lên máy bay, đập cửa để đòi chúng tôi cho họ vào bên trong máy bay. Một lần chúng tôi kéo cầu thang máy bay lên và cho ngừng hoạt động một động cơ của máy bay bởi vì chúng tôi không muốn phí thì giờ. Luôn có một khả năng rằng ắc quy của bạn cạn kiệt và bạn phải luôn có một động cơ khác sẵn sàng khởi động. Chúng tôi ngừng động cơ bên trái máy bay trong khi những hành khách đang lên máy bay. Khi đó có khoảng 9 người đang treo lủng lẳng dưới cánh của máy bay và một nhóm khác tụm lại ở chỗ động cơ bên trái. Bạn có thể khởi động động cơ của một chiếc C-46 bằng cách xoay cánh quạt phía trước một chút và tôi đã làm vậy. Tôi ló đầu ra khỏi cửa máy bay và quan sát. Tôi hơi đẩy cánh quạt dẫn hướng của máy bay khoảng 1-2 bộ để nếu nó có quệt vào ai đó thì cũng không khiến cho người ta bị thương. Họ có thể nhìn thấy nó chuyển động và cảm thấy sự nguy hiểm. Tôi tăng sức quay của cánh quạt lên 3 bộ, rồi 6 bộ và những người trên cánh máy bay giạt ra và tôi bắt đầu khởi động động cơ. Rồi chúng tôi đẩy tất cả những người này xuống khỏi cánh máy bay. Các phi công thường chờ cho đến khi máy bay đầy ứ người, nặng đến hết mức có thể rồi mới cất cánh. Theo lý thuyết, một chiếc C-46 có thể chở được 51 người, nhưng một phi công của Air American trong những ngày ấy khi cất cánh khỏi Pleiku, anh ta đã mang theo 142 quân nhân trang bị đầy đủ vũ khí và nó cần phải bay tới 90 dặm để có thể lên tới độ cao khoảng 1.000 bộ, khoảng hơn 300 mét. Tải trọng tối đa cho một chiếc C-46 vào khoảng 46.000 pound. Nhưng sau chuyến bay này, các phi công ước tính rằng họ đã chuyên chở một trọng lượng nặng tới 57.000 pound. Còn những chiếc C-47 thông thường chở khoảng 30 người thì trong những ngày ấy thường xuyên phải chở tới 80 người. Riêng loại máy bay vận tải hạng nặng DC-6 của Air American thì đã ghi nhận được là có chuyến chở tới 340 người. Đây là thời gian mà sự căng thẳng thần kinh luôn chế ngự tất cả. Những người di tản tụ tập tấn công máy bay, bắn chỉ thiên, trong khi những binh sĩ quân đội Sài Gòn trong tình trạng thất vọng, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Khi Đà Nẵng bị đe dọa thì Mỹ dùng máy bay các loại và 3 chiếc tàu lớn cùng xà lan để di tản người vào Sài Gòn và Cam Ranh. Cảnh tượng bi thảm này đã được ví như cuộc trốn chạy khỏi địa ngục. Đã có khoảng 60.000 người di tản bằng đường biển, trong đó có 16.000 lính Việt Nam Cộng Hòa, tổng 4 sư đoàn, trong đó có sư đoàn lính thủy đánh bộ, sư đoàn thiện chiến nhất của Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1 đã không còn là đơn vị chiến đấu. Sau khi mất Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, quân đoàn 2 và quân khu 5 giải phóng đột kích vào Đà Nẵng. Việc này đã khiến cho người Mỹ phải vội vã rời bỏ về Sài Gòn. Kế hoạch rút chạy do CIA khởi thảo đã không thực hiện được vì thiếu máy bay và họ phải di chuyển bằng tàu biển với những cảnh tượng hãi hùng. Ngày 25 tháng 3, Frank Snape, nhân viên CIA kỳ cựu hoạt động dưới quyền đại sứ Martin đã kể lại. Anh ta ghi, 8 tỉnh đã mất trong 3 tuần qua, 4 tỉnh khác đang bị uy hiếp, hơn 1 triệu người không có nhà ở, họ trở thành một gánh nặng, không tính nổi cho nền kinh tế ở Đà Nẵng. Quân đội Nam Việt Nam đi chân đất, không vũ khí, gào khóc, hò hét giữa phố, bất chấp người đi lại. Họ tập họp thành từng nhóm trên vỉa hè, cầm tay nhau, đằng sau đôi mắt thất thần là nguy cơ hãm hiếp, đốt, cướp, phá phách. Trước tình huống bi đát ấy, ngày 25 tháng 6, tướng Smith cho 5 tàu kéo rơ móc, 6 tàu chở khách và 3 tàu chở hàng ra Đà Nẵng để giúp tản cư người tị nạn. Trước đó, Frank Sheet ra lệnh gia đình các nhân viên lãnh sự quán người Mỹ làm theo hợp đồng và những người Mỹ ở rải rác trong thành phố phải tản cư ngay về Sài Gòn. Ngày 26, hàng trăm sĩ quan Nam Việt Nam xông vào những sứ quán, đòi giúp đỡ gia đình họ tản cư. Nhiều người Mỹ buộc phải đẩy vợ con họ trà trộn với những người giúp việc sắp đi Cam Ranh hay Sài Gòn. Máy bay 727 của hãng hàng không thế giới, máy bay lên thẳng và máy bay vận tải C-47 của hãng hàng không Mỹ bay đi
bay về cả ngày. Mỗi lần cầu thang hạ xuống, hàng trăm người Việt Nam xô tới, một tay cầm tấm vé quý giá, tay kia dắt con, bế lợn, ôm gà. Sáng ngày 26 tháng 3, 12 viên chức Bộ Ngoại giao, Cơ quan Thông tin và chi nhánh CIA làm việc trong lãnh sự quán Mỹ ở Tuy Hòa cũng thu xếp hành lý để bay đi Nha Trang về Sài Gòn. Trưa 27, các phòng làm việc của CIA gần lãnh sự quán ở Đà Nẵng, người Việt Nam chưa tản cư tăng lên khủng khiếp. Mỗi máy bay có thể chở 300 người, nhưng cùng lúc ấy thì 300 người khác đã vượt rào thế chỗ, mong mỏi người Mỹ cứu họ. Ngày 28 tháng 3, ngoài bến tàu, dòng người sợ hãi đã đông nghịt. Những tấm gỗ xám lâu đời kêu răng rắc dưới sức nặng của hàng nghìn người Việt Nam. Họ chen lấn xô đẩy nhau, đây là chuyến đi cuối cùng. Chung quanh mỗi cột tàu, thuyền và tàu kéo đậu thành ba hàng, chờ người tị nạn đứng ngồi như nhét khoai tây. Khoảng 4 giờ sáng, Francis, trưởng lãnh sự quán tại Đà Nẵng báo cho nhóm 30 người Mỹ, những người Việt Nam và người nước ngoài khác đang tình hình rất xấu, buộc tản cư ngay lập tức. Một số người trong nhóm đi lẫn lộn vào đám đông, tới sân bay nhỏ ở bên kia đường dành cho máy bay lên thẳng của Ủy ban Quốc tế kiểm soát. Khi máy bay 727 đầu tiên của hãng hàng không thế giới hạ cánh, một đoàn xe quân sự chở gia đình binh lính Việt Nam đến đỗ ở đường băng và cho người xuống. Tức thì, 5.000 người Việt Nam khác kiên nhẫn chờ ngoài cửa, chạy ập tới máy bay, dẫm lên cả đàn bà, trẻ con. Khi máy bay lăn bánh, rất nhiều tay người còn bám lấy cửa máy bay chưa đóng, hàng chục người còn bị treo lơ lửng khi máy bay rời đường băng. Quá trưa ngày 28 tháng 3, Sư đoàn 3 Nam Việt Nam đóng ở phía Tây Nam Đà Nẵng tan rã nhanh. Trên tàu container, 15.000 lính Nam Việt Nam chen chúc ở mặt bon. Một số đánh nhau, một số bắn những người dân đứng lẫn với họ. Lính Nam Việt Nam giết những người nghi là Việt Cộng. Nhưng thực tế, đó là lính và dân đánh nhau đến chết để tranh một chỗ ở bon dưới. Lính Nam Việt Nam muốn đi Philippines và đã nhốt thuyền trưởng trong cabin. Sau khi được 35 người tị nạn ở Mỹ gần buồng lái giải cứu, người thuyền trưởng nói: "Ở Sài Gòn không một ai trong chúng tôi có ý niệm gì về sự khổ cực của các bạn đồng nghiệp ở quân khu 1. Suốt buổi chiều, tàu container vẫn tiếp tục nhận người tản cư. Những thuyền, xuồng áp mạn tàu đến đâu thì trên tàu lại thả thang và cho cầu xuống đến đấy. Những người tị nạn mạo hiểm trèo lên boong, nhiều người nhất là người già và trẻ em trượt chân ngã xuống biển, bị thuyền buồm nhấn chìm hoặc bị sóng cuốn đi. Thuyền, xuồng cũng bị sóng vỗ va vào tàu." Ở sở chỉ huy của Ngô Quang Trưởng, phần lớn bộ tham mưu đã đảo ngũ. Ba người phương Tây giúp ông ta đốt tài liệu, rồi cùng lên máy bay lên thẳng của trưởng, bay về Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, đặt trên một bán đảo ở gần bến lớn cảng Đà Nẵng. Sáng 29 tháng 3, tướng Ngô Quang Trưởng phải bơi và trôi giữa những con sóng nguy hiểm ở ngoài khơi cảng Đà Nẵng. Đằng xa, những người lính còn lại của các sư đoàn mà ông ta từng tự hào đang cướp phá đốt thành phố thứ hai của Nam Việt Nam. Trong số 2 triệu người còn lại ở Đà Nẵng, 100.000 người là binh lính đào ngũ thuộc các sư đoàn thứ nhất, thứ nhì và thứ ba và các sư đoàn lính thủy đánh bộ. Tất cả đều bị bao vây như đàn chuột, chúng sẵn sàng phản bội, ăn cướp, giết người để khỏi xa vào vực thẳm và để cứu gia đình. Ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ford báo cho Quốc hội biết 4 tàu vận tải của Hải quân Mỹ và nhiều tàu đi thuê khác đang tiến về vùng biển Nam Việt Nam để tham gia vào việc tản cư. Ford coi công việc này hoàn toàn có tính nhân đạo. Tàu đậu bên ngoài khu vực có những trận đánh. Ở Sài Gòn, Sư quán cũng đồng thời báo tin tổ chức một cầu hàng không cấp tốc bằng những máy bay mới chở dụng cụ y tế và thiết bị quân sự từ Mỹ sang. Chiều ngày 31, 6 tàu Việt Nam và Mỹ lại quay lại Đà Nẵng để đón người tị nạn. Hôm sau, nhà chức trách Sài Gòn đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp với Bắc Việt Nam cho những người tị nạn còn lại ở trong vùng họ kiểm soát nhận thực phẩm và viện trợ. Dù rất khuya, nhưng máy bay từ Đà Nẵng vẫn tiếp tục hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn. Người Việt Nam và người Mỹ bước xuống đường băng, đầy nước mắt. Người Mỹ được phân loại nhanh chóng đi khách sạn hay những biệt thự của sứ quán. Nhưng không ai sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho người Việt Nam. Phần đông họ chưa ra khỏi Đà Nẵng bao giờ. Những cơ sở tiếp nhận họ ở Cam Ranh và vùng đồng bằng chưa chuẩn bị xong. Nhận thấy sức mạnh của quân giải phóng ngày càng tăng nhanh, người Mỹ ở Nam Việt Nam đã bắt đầu tính đến kế hoạch di tản rút khỏi Sài Gòn. Việc di tản của người Mỹ ở Sài Gòn được bắt đầu từ những đứa trẻ mà dư luận gọi là chiến dịch Baby Leave tai tiếng vì nhiều ẩn số cho những ý định sau này. Sau khi Nha Trang thất thủ, Mỹ đã thành lập một lực lượng can thiệp để điều hòa các kế hoạch tản cư. Lúc này Nha Trang tránh bất cứ bình luận trực tiếp nào về cuộc khủng hoảng Đông Dương đang có xu hướng ngày càng lan rộng.
Ở thời điểm này, quân giải phóng đã thâm nhập sâu vào tỉnh Tây Ninh, giữ đường tiến về Sài Gòn ở phía Nam. Ngày 3 tháng 4, quân giải phóng đánh chiếm Trơn Thành, cách Sài Gòn 70 km về phía Bắc. Khi tin ấy về tới Sài Gòn, kiều dân phương Tây muốn rời khỏi Việt Nam. Chỉ một đêm, số người giữ chỗ trên chuyến bay bay quốc tế của hãng Pan Am tăng gấp 2 lần. Hãng hàng không China Airlines đã không còn chỗ cho đến ngày 9 tháng 4. Ngày 3 tháng 4, Tổng thống Ford đang nghỉ hè ở Palm Springs, nhưng vẫn phải tuyên bố với các nhà báo, Thiệu vội vàng rút lui khỏi Tây Nguyên nên việc di tản 6.000 người Mỹ ở Việt Nam đã được đề ra. Ford giải thích rằng, đạo luật quy định quyền hạn của Tổng thống trong chiến tranh cho phép ông ta dùng lực lượng vũ trang để giúp việc tản cư công dân Mỹ ở bất cứ vùng nào trên thế giới. Ở thời điểm đó, theo quy định của Mỹ, các sứ quán Mỹ trên thế giới đều phải có một bản kế hoạch di tản dày 400 trang để phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Đây là tài liệu mật chỉ được sử dụng khi cần thiết. Đại tá Curry, tùy viên không quân, đại tá Camodi, tùy viên hải quân được giao phụ trách việc này. Được một ekip nhỏ giúp việc, họ nhanh chóng thảo ra một kế hoạch cụ thể di tản những người Mỹ ở các quân khu và Sài Gòn. Từ tài liệu gốc, họ chỉ còn giữ lại một số người di tản không quá 6.800 người, phần lớn là người Mỹ. Điểm lưu ý là trong kế hoạch di tản này không hề có việc di tản những em bé mồ côi hay những đứa trẻ lai, một phần từ hậu quả của chiến tranh trước đó, mà kế hoạch này được xuất phát từ chính Graham Martin. Chuyện là khi giám đốc hãng hàng không thế giới là Daly tỏ ý muốn tổ chức một cầu hàng không chở những đứa trẻ mồ côi Việt Nam sang Hoa Kỳ, thì Martin đã nhanh chóng xin phép Nhà Trắng thực hiện mục đích. Graham Martin tuyên bố cuộc di tản này sẽ giúp đảo ngược ý kiến của công luận Mỹ về lợi thế của chính quyền Nam Việt Nam. Còn trong thư gửi Bộ trưởng Nam Việt Nam phụ trách vấn đề tị nạn, Martin mong rằng cái cảnh hàng trăm em bé Việt Nam được người Mỹ nhận nuôi sẽ gây được cảm tình của toàn thế giới đối với người Nam Việt Nam. Được Nhà Trắng bật đèn xanh, ngày 2 tháng 4, những viên chức chi nhánh cơ quan CIA báo tin mở cầu hàng không, cứu giúp từ thiện, để 2.000 em bé Việt Nam trở thành con nuôi ở Hoa Kỳ, phù hợp với một luật về nhập cư. Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận thời đó thì cho rằng, về mặt nào đó, cầu hàng không trẻ em là một mưu đồ hậu chiến. Tướng Smith, tùy viên quân sự nhận thấy việc này có lợi là một dịp rất tốt để cho về Hoa Kỳ một số đông nhân viên của phái bộ quân sự sẽ cải trang đóng giả làm nữ y tá, người giặt giũ. Chỉ sau mấy giờ Nhà Trắng chấp nhận, ông đã ra lệnh cho các bà vợ, các nữ thư ký chuẩn bị lên đường. Trưa ngày 4 tháng 4, chung quanh những ngôi nhà của phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn có một sự náo nhiệt đặc biệt. Nhiều thợ mộc và thợ khác đã hạ cánh cửa để chuẩn bị cho một trung tâm tiếp đón người tị nạn. Buổi sáng hôm ấy, một chiếc Galaxy C-5A của không quân, máy bay vận tải lớn nhất thế giới hạ cánh. Đó là máy bay chở vật liệu chiến tranh cho quân đội Sài Gòn. Trong khi người ta chở hàng, nhân viên phái bộ quân sự tập hợp 243 trẻ mồ côi. Các em được máy bay này chở đi Philippines cùng với 44 nhân viên phái bộ quân sự và một số người Mỹ khác. Đó là chuyến bay đầu tiên của cầu hàng không trẻ em. Chiếc phi cơ vận tải khổng lồ C-5A chở 243 trẻ em và một số người lớn rời Sài Gòn, đang bay ra bờ biển. Chợt người lái trông thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy trên bảng, báo hiệu một cửa bị hỏng. Anh báo tin cho trạm kiểm soát sân bay, máy bay sẽ quay lại, nó đang hạ cánh xuống đường băng. Một tiếng nổ vang dội, một phần máy bay bị phá hủy làm cho cabin bên trong thiếu không khí, phần lớn 50 trẻ em và người ngồi trong đó chết ngay vì ngạt thở. Một số bị bật tung ra ngoài, qua cửa không đóng được. Máy bay tị nạn rơi xuống và trượt xa 800m đến một phía thửa ruộng phía nam Tân Sơn Nhất. Phần lớn những người thoát chết lúc máy bay nổ và rơi này lại bị chết đuối. Máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ đến ngay chờ những người sống sót và hấp hối về trạm cứu thương đặt trên đường băng. Một nữ nhân viên CIA ra tiễn các em tả lại. Không thể biết chắc được những em đưa từ máy bay lên thẳng sang trạm cứu thương còn sống hay chết. Hầu hết đều phủ đầy bùn từ đầu tới chân. Mãi đến lúc đưa các em từ trạm cứu thương đến bệnh viện mới phân biệt được đứa sống, đứa chết. Các nữ y tá đặt các em dưới vòi hoa sen, rửa người các em rồi nói: "Em này còn sống, em này đã chết." Một lát sau, được mấy người Mỹ giúp đỡ, họ xếp các em còn sống lên xe Jeep và xe hơi, đem trả các em về các trại mồ côi. Nhiều em sợ quá còn không khóc được nữa. Nhiều em khác giống như những rẻ rách trong tay nhân viên. Tai nạn làm khiến hơn 200 trẻ em qua đời. Sống sót có một người, còn tất cả những nữ nhân viên của phái bộ quân sự đều bỏ mạng. Nguyên nhân là do một cái cửa không được đóng kín.
Tướng Smith rất đau buồn về thảm kịch này. Chính ông là người thiết tha yêu cầu cho nữ nhân viên người Mỹ đi với các em, nhưng ông từ chối không chịu bỏ nhiệm vụ đã ấn định. Hôm sau, trong lúc những kíp của phái bộ quân sự bới tìm xác chết giữa những đống sắt thép của máy bay, ông lại cho hàng trăm trẻ mồ côi và những nhân viên không cần thiết lắm lên những máy bay vận tải khác để tiếp tục di tản. Đại sứ Martin không còn biết làm gì để có thể ổn định được tinh thần của nhân viên sứ quán về tai nạn xảy ra. Alan Carter, phụ trách cơ quan thông tin Mỹ, là người được ông giao việc đầu tiên. Hôm sau ngày xảy ra tai nạn, Carter viết một điện gửi về Nhà Trắng để báo tin. Lộn xộn ngày càng lớn ở Sài Gòn sắp dần tới hoảng loạn. Trong kế hoạch di tản của Sài Gòn, Washington mong muốn đưa thêm cả những người Việt Nam cộng tác với Mỹ trong chiến tranh. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ luôn luôn tuyên truyền các luận điệu sai trái bôi nhọ chiến sĩ cộng sản với nhân dân miền Nam. Do vậy, trong kế hoạch di tản khỏi Sài Gòn, người Mỹ muốn đưa thêm cả những người Việt Nam đã cộng tác với họ về Mỹ. Nhưng kế hoạch di tản của họ có nhiều vướng mắc thông qua cái giá được đề xuất là 722 triệu đô. Ở thời điểm đầu tháng 4, tướng Wayne và ekip của ông đến Palm Springs, bang California để tương trình với Tổng thống Ford và Henry Kissinger về cuộc khủng hoảng ở Đông Dương. Trước những đòi hỏi cấp bách của tình hình, nhất là khi các vị trí chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa bị quân giải phóng tấn công mãnh liệt, thì nhu cầu di tản người Việt Nam của Mỹ là cấp thiết và cần phải có sự đồng ý của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng trong tình trạng vũ khí, trang bị thiếu thốn, các đơn vị chủ lực tinh nhuệ của quân khu 1, quân khu 2 quân đội Việt Nam Cộng Hòa gần như bị xóa sổ, thì rõ ràng là muốn giữ được người Sài Gòn cần phải bơm tiền. Ấy nhưng, việc này không hề đơn giản, bởi trong lúc nhiều nhân vật chính trị ở Sài Gòn tìm mọi cách buộc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức, nhường chỗ cho một ekip chính trị mới có khả năng lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa thoát khỏi tình thế bế tắc từ sự đe dọa của quân giải phóng. Trong khi đó, người Mỹ lại không muốn Thiệu ra đi. CIA ở Sài Gòn và cả Henry Kissinger đề xuất với Tổng thống Ford giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng cách bơm cho Sài Gòn 722 triệu đô để đổi lấy việc được di tản người Việt Nam. Trong bản tường trình với Tổng thống Ford, Wayne và đồng nghiệp nêu tế nhị vấn đề di tản. Một sự can thiệp ồ ạt của lực lượng Hoa Kỳ có không quân chiến thuật yểm hộ rất cần để bảo đảm cho việc di tản 6.000 người Mỹ, hàng chục nghìn người Việt Nam và dân nước Việt Nam thứ ba. Đối với những người này, chúng ta có một cái nợ phải trả. Tuy nhiên, họ không đi đến mức yêu cầu một cuộc tản cư khẩn cấp, cũng như không nói rằng việc giảm bớt sự có mặt của người Mỹ ở Sài Gòn sẽ được thực hiện song song với việc giúp đỡ tài chính. Họ chỉ nói đến việc tản cư như là một dự kiến, chỉ được tổ chức trong trường hợp quốc hội không cung cấp 722 triệu đô la. Chính phủ chấp nhận ý kiến của họ. Có nghĩa là những người Mỹ ở Việt Nam gần như trở thành những con tin chỉ được thả khi có đủ 722 triệu đô la. Kissinger tin rằng viện trợ tối thiểu 722 triệu đô la là đủ để Nam Việt Nam chấp nhận việc tản cư của người Mỹ, nên việc đó cần làm ngay. Sau này ông giải thích với quốc hội, mục tiêu của chúng tôi là thiết lập một thế quân sự ngang bằng. Nếu việc đó thất bại và đi đến chỗ bi đát, thì viện trợ 722 triệu đô la sẽ là phương tiện có hiệu quả, làm cho Nam Việt Nam bằng lòng cho di tản người Mỹ và người Việt Nam mà chúng ta chịu trách nhiệm về tinh thần. Ngày 8 tháng 4, chiến tranh nổ ra bất ngờ chung quanh Sài Gòn, quân giải phóng bắn phá một huyện lỵ phía Nam Biên Hòa, đặc công tiến công trường sĩ quan phía Đông. Liên tiếp 3 ngày liền, ở phía Bắc, đồng bằng nhiều đơn vị thuộc 3 sư đoàn Bắc Việt Nam đánh phá quốc lộ số 4 và cắt đường này một thời gian, ở cách Sài Gòn 25 km về phía Nam. Trong thời điểm này, một máy bay F-5 do phi công Nguyễn Thành Trung, người của ta cài vào trong hàng ngũ Việt Nam Cộng Hòa, đã cắt bom đánh phá Dinh Độc Lập, biểu tượng của Sài Gòn. Tất cả những sự kiện này khiến cho CIA và Nhà Trắng lo lắng và tìm cách thúc đẩy việc di tản. Càng ngày, Colby, giám đốc CIA càng thêm nghi ngờ về sự sống còn của Sài Gòn. Ông ta đề nghị tản cư nhanh người Mỹ và người Việt Nam. Ông ta phản đối Martin quyết định chậm vấn đề tản cư kiều dân Mỹ. Đến ngày 15 tháng 4 mới có 1.500 người Mỹ đến được căn cứ không quân Clark nhờ quân đội chuyên trở từ Sài Gòn đến Philippines. Họ rất ít đi máy bay dân dụng. Những thể lệ hành chính kéo dài việc tản cư, nhất là những điều hạn chế người Việt Nam nhập cư vào Hoa Kỳ. Người Mỹ đã lập nghiệp lâu ở Việt Nam không muốn đi nếu họ không được phép đưa vợ, những cô bạn nhỏ và con bất hợp pháp của họ về.
Chiều 14 tháng 4, Sứ quán Mỹ được báo tin cơ quan nhập cư Hoa Kỳ đã cho phép mọi người Việt Nam vào Mỹ nếu người ấy có uy tín, danh dự và được một người thân là người Mỹ ở Việt Nam bảo lãnh. Trong mấy giờ, Francis đã thuyết phục được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sài Gòn giảm nhẹ điều kiện để di cư. Đáng lẽ phải có dấu xuất cảnh hay hộ chiếu, người Việt Nam chỉ cần chứng minh có một người Mỹ đỡ đầu là nhận được giấy phép ra đi. Chính chủ trương này đã dẫn đến những bi hài trong di tản diễn ra trước ngày 30 tháng 4. Cuộc di tản của người Mỹ khỏi Sài Gòn ban đầu được tổ chức thoạt nhiên, nghe rất quy mô, chặt chẽ, thế nhưng khi thực hiện nó trở thành thảm họa. Khi thòng lọng vòng vây Sài Gòn của quân giải phóng ngày càng khép chặt, khi thời điểm Quốc hội Mỹ quyết định cái giá cho di tản chưa đến, trước sức ép từ nhiều phía, Thiệu phải từ chức, cuộc di tản Sài Gòn chính thức trở thành thảm họa đen trong lịch sử. Chỉ 1-2 ngày sau khi Mỹ công bố các điều kiện có thể nhập cư vào Mỹ, thì hàng trăm công dân Mỹ sống ở Hồng Kông, Bangkok, Singapore kéo đến Sài Gòn để kết hôn hay sống hợp pháp với những cô bạn nhỏ hoặc nhận nuôi những trẻ em Việt Nam. Bên cạnh những người tốt bụng, có khá nhiều kẻ lợi dụng việc nhận nuôi người Việt Nam để lấy tiền, lấy vàng. Phải mất hàng nghìn đô la, 10 lạng vàng mới được họ bảo lãnh như thế. Lại còn nhiều binh lính trong quân đội Mỹ đã đào ngũ nhiều năm, nay bất ngờ xuất hiện trước sứ quán với những người phải nuôi, xin ghi tên tản cư. Kết quả chỉ trong 1-2 ngày, danh sách người Mỹ xin ra đi lên tới hơn 1.000 người. Tướng Smith bắt đầu cho tản cư những người Việt Nam mà tính mạng dễ bị uy hiếp nhất. Chiều ngày 15 tháng 4, tùy viên của không quân Đại tá Cady đã triển khai những chuyến bay đen. Cady thương lượng được với nhân viên an ninh Việt Nam ở Tân Sơn Nhất để cho người Việt Nam bí mật lén vào đường băng càng nhiều càng tốt. Để trả công, ông sẽ dành cho gia đình các sĩ quan những chỗ trên máy bay. Từ ngày 4 tháng 4, ngày nào cũng có 4 máy bay vận tải lớn chở người di tản đến căn cứ Clark ở Philippines. Trong đó có nhiều chuyến bay lậu. Những máy bay này không chở người Việt Nam có vấn đề chính trị mà chở bạn bè, thân thuộc của các sĩ quan phái bộ quân sự Mỹ. Những người không có giấy tờ muốn vượt được hàng rào sân bay phải đút lót cảnh sát quân sự khoảng 50.000 đô. Đối với những người Việt Nam không có bạn bè, người bảo lãnh và người Mỹ thì giá chuyến đi đắt kinh khủng. Trong 2 tuần, tiền đút lót để có một dấu xuất cảnh hay hộ chiếu tăng lên từ 500 lên 3.000 đô la. Giá vàng nhảy vọt 725 đô la một lạng. Chỉ trong 5 ngày trên chợ đen, giá 1 đô la đã tăng từ 1.200 lên 2.000 đồng. Lúc này, tình hình chính trị ở Sài Gòn rất hỗn loạn. Trong khi đó, các quan thầy Mỹ đổ thêm dầu vào lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rêu rao những giả thuyết đen tối. Nếu Cộng sản nắm chính quyền thì có thể 200.000 người Việt Nam sẽ bị giết. Sáng hôm sau, tờ báo Pacific Tribune, tờ báo của quân đội Mỹ xuất bản ở Sài Gòn, đăng lại lời tuyên bố ấy bằng chữ đậm, làm cho người dân miền Nam càng thêm hoảng sợ. Trước tình hình ấy, Martin cho phép giám đốc vô tuyến truyền hình Mỹ CBS bí mật tổ chức một cầu hàng không để di tản khoảng 600 người Việt Nam. Các cơ quan tình báo, viên chức dân sự và quân sự Mỹ tranh nhau để được di tản sớm. Họ đưa ra nhiều lý do, nào là cấp bậc, nghề nghiệp, quyền lợi bản thân. Sáng 18 tháng 4, để làm yên lòng những người đối lập, Thiệu ra lệnh bắt tống giam nhiều sĩ quan. Buổi chiều, Kỳ định tổ chức đảo chính nhưng Martin đã thuyết phục được Kỳ không thực hiện. Đây là dịp may cho Thiệu. Ngoài những người định lật đổ và Bắc Việt Nam, Thiệu còn vấp phải một vấn đề nữa, đó là tiền. Trước đó gần một tháng, ông ta đã gửi tàu thủy đi Đài Loan và Canada phần lớn gia tài và đồ đạc. Nhưng 16 tấn vàng đáng giá 120 triệu đô la chiếm gần hết dự trữ của nhà nước vẫn chưa được gửi đi. Trước đó, Thiệu định giữ kín và gửi đi Paris cho Ngân hàng Quốc tế. Ở đây đã giữ một phần vàng của Nam Việt Nam đáng giá 100 triệu đô la. Nhưng mấy ngày trước khi gửi đi, một công tác viên của Martin cho là không thể tin được Thiệu nên đã tố cáo với giới báo chí. Kết quả là các hãng hàng không Thiệu điều đình để chở số vàng ấy đi, không nhận nữa. Martin khuyên Thiệu gửi vàng sang ngân hàng New York. Ngày 16 tháng 4, Sứ quán điện về Nhà Trắng xin một chuyến bay quân sự đặc biệt được bảo hiểm để chở số vàng đi New York. Nhưng không quân và ngân hàng New York không sẵn sàng bảo hiểm một tài sản lớn như thế gửi từ một nước đang có chiến tranh. Thế là vàng vẫn nằm nguyên trong kho hàng của quốc gia. Tối 21 tháng 4, Thiệu tuyên bố từ chức và giao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Ngày 21 tháng 4, Đô đốc Geyler cho cầu hàng không hoạt động suốt 24 giờ. Máy bay C-141 bay ban ngày, máy bay C-130 bay ban đêm. Thoạt đầu mỗi máy bay chở 100 người, nhưng sau hạn chế cho mỗi người chỉ được đem theo một vali nên chở được gấp đôi.
hơn 1.500 người Mỹ và người Việt Nam, tăng gấp 3 lần hôm trước, được di tản đến căn cứ không quân ở Philippines trong 12 giờ. Ở đấy đã có hơn 3.000 người tị nạn, họ ở trong một làng dựng tạm một nhà bạt trên sân chính của căn cứ, người ta gọi làng ấy là làng vui trên bãi cỏ. Hàng trăm người Việt Nam ngồi trên ghế vải gấp trước lãnh sự quán Mỹ chờ giấy tờ hoặc xin dấu xuất cảnh. Cả những người giàu có, tầng lớp đã Âu hóa cũng đánh nhau để giành một chỗ trong chuyến bay chở tị nạn. Một số đông chưa hề bán mình cho CIA ngày nào, ngày nay cũng sẵn sàng làm việc đó để được ra đi. Một tin đăng trên tờ Saigon Post. Nữ sinh viên trẻ, đẹp 18 tuổi, đỗ tú tài, biết chơi dương cầm, con một gia đình khá giả, muốn làm con nuôi hoặc kết hôn với một người nước ngoài quốc tịch Mỹ, Pháp, Anh, Đức hay nước nào khác có thể đưa cô ta sống ở nước ngoài để tiếp tục học tập, tiền phí tổn cô chịu. Sau khi Thiệu từ chức, nhịp độ tản cư tăng gấp đôi. Ngày 22 tháng 4, theo đề nghị khẩn cấp của Kissinger, Thượng nghị viện đã thông qua luật bãi bỏ những trở ngại cho 130.000 người nước ngoài từ Đông Dương vào nước Mỹ. Trong số này có 50.000 người tính mạng bị uy hiếp. Bình thường mỗi năm chỉ cấp cho một nước 20.000 hộ chiếu. Chiều 22 tháng 4, đám người tị nạn ở căn cứ không quân ở Philippines đã tràn qua khu vực đón tiếp như nước vỡ bờ. Ngay sau đó, đảo Guam chuẩn bị đón mỗi ngày 5.000 người tị nạn, sẵn sàng cho họ ăn, ở trong 90 ngày. Chỉ mấy giờ sau, những người tị nạn đã được đưa đến căn cứ không quân ở Guam, được ở trong những khối kim loại gọi là thành phố đổ hộp. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975, quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch cuối cùng ở Việt Nam, di tản hàng nghìn người khỏi Sài Gòn. Trước tình hình quân giải phóng liên tục tấn công Sài Gòn, Tổng thống Mỹ Ford hạ lệnh cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải xây dựng kế hoạch rút dần trong trật tự những quan chức Việt Nam Cộng Hòa và thân quyến của họ. Cuộc rút chạy vội vã đã trở thành bi kịch như một hố đen trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc di tản bắt đầu lúc 11 giờ 51 phút, nhưng không ai biết là giờ Washington hay giờ Sài Gòn. Hậu quả là đến trưa không một máy bay lên thẳng quân sự nào bay đi Sài Gòn. Martin gọi trực tiếp cho Geller đề nghị giải thích. 15 phút sau, lính thủy của lực lượng can thiệp được lệnh bay. Đến 12 giờ 30 phút, một phi đoàn gồm 36 máy bay lên thẳng đầu tiên rời cầu USS Hancock, có nhiều trực thăng A-21 Copa, vũ trang hộ vệ. Một phút sau, những máy bay tiêm kích phản lực Phantom từ các căn cứ ở Thái Lan bay tới bầu trời Việt Nam yểm hộ thêm. Một giờ rưỡi trôi qua kể từ lúc Tổng thống bật đèn xanh cho chiến dịch gió lốc. Sự phản ứng của quân đội Bắc Việt nên Lầu Năm Góc ra lệnh cho tàu bè đậu cách bờ biển hơn 12 hải lý, bên trong là Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ở Sứ quán Sài Gòn, phần lớn mọi người không biết chiến dịch gió lốc đã bắt đầu và gặp một số khó khăn. Bên ngoài, ven tường Sứ quán, lính thủy đứng gác, biết bao nhiêu cánh tay bám vào cửa ra vào. Hàng trăm người Việt Nam, trong đó có nhiều người giơ những mảnh giấy trắng lên vẫy, chắc là giấy thông hành, van nài xin vào Sứ quán. Bên trong nhiều đồng bào họ may mắn hơn, phần lớn là bồi bếp, đến Sứ quán từ sáng sớm với ông chủ làm việc ở đấy. Ngoài sân chơi, gần 1.000 người Việt Nam đứng hết sức lộn xộn, một số người đã lặng lẽ nệ cửa gian hàng tạp phẩm. Đại sứ quán Mỹ trở nên hỗn loạn, toàn bộ nhân viên được huy động, bao gồm cả lái xe, đầu bếp để đóng gói tài liệu, vật tư. Lính thủy đánh bộ Mỹ đã giải trong Sứ quán một cây nhiệt đới lớn để giúp máy bay trực thăng hạ cánh thuận tiện. Đồng thời đứng chấn trên các bờ tường căng hàng rào thép gai để ngăn người Việt Nam trèo qua hàng rào 4m và đại sứ quán. Phía bên ngoài hàng vạn người tập trung trước đại sứ quán, hy vọng có thể kiếm được cơ hội lên máy bay ra nước ngoài. Tình hình di tản căng thẳng hơn khi một nhân viên tình báo nắm được thông tin đúng 18 giờ giờ Sài Gòn, quân Bắc Việt Nam sẽ nã khoảng 20.000 phát đại bác 130 ly vào dinh Tổng thống giữa Sài Gòn. 20.000 trái đạn 130 ly, điều đó có nghĩa là không những dinh Tổng thống tan ra như tro bụi mà cả Sứ quán Mỹ, Sứ quán Pháp ở gần đấy nữa. Máy bay đậu ở 3 nơi, sân ném bóng, sân quần vợt và sân trước nhà phụ. Dòng người di tản nhanh chóng xếp hàng dọc mỗi sân. 17 giờ 30 phút, tướng Smith báo cho hạm đội di tản biết còn khoảng 1.300 người nữa, trong đó có đơn vị an ninh hải quân gồm 840 người. Chập tối trời đổ gió, buổi chiều trời nóng bức, thế mà bây giờ gió thổi ào ào. 23 giờ 30 phút, đại tá Gray và một nhóm lính thủy phá sở chỉ huy phái bộ quân sự. Nhóm phá hoại đặt nhiều mìn mạnh chung quanh hệ thống. Một lính thủy kể lại, vừa có lệnh một tiếng nổ rung trời, ánh sáng bùng lên, không khí nóng gian, mọi cái tan tành.
Mấy phút sau, đại tá Gray và lính thủy đặt bom nổ chậm và bom cháy vào các hầm nhà rồi chạy lên máy bay. Máy bay vừa cất cánh thì lửa đã bao phủ các ngôi nhà. Sức nóng rất cao đến nỗi mái nhà vững như thép của đồn lũy chỉ huy Hoa Kỳ ở Việt Nam sụp đổ như tấm sắt tây. Ở Nhà Trắng, Kissinger báo cáo với Tổng thống Ford, phái bộ quân sự đã hoàn thành việc di tản, hơn 4.500 người đi bằng máy bay lên thẳng, trong đó có 450 người Mỹ. Theo một báo cáo của Hải quân vừa gửi về, một máy bay CH-53 rơi xuống biển, bên cạnh đang lái một con tàu. Không có người tị nạn trên đó, nhưng phi công và người phụ lái đều mất tích, có thể họ đã chết. Cầu hàng không hoạt động gần 6 giờ, thời tiết quá xấu, chẳng thấy rõ mấy. Lại thấm mệt nên viên phi công đã tính sai khoảng cách từ máy bay đến chỗ đỗ. Trước 12 giờ đêm, Kissinger gặp các nhà báo ở Bộ Ngoại giao và thông báo cuộc di tản tiến hành tốt, tất cả người Mỹ đều đã rời khỏi Sài Gòn. Kissinger trở lại phòng tác chiến ở Nhà Trắng thì đã 0 giờ 45 phút giờ Sài Gòn. 3 giờ 45 phút kết thúc cuộc di tản, Martin đi ra sân sứ quán, nhìn nhanh đám đông ra hiệu cho đại tá Madison. Những người Việt Nam còn lại sẽ đi bằng máy bay CH-53, ai còn chờ trong sứ quán thì ra sân đợi. Cầu hàng không trên mái nhà dành riêng cho người Mỹ. Nhận được tin chiến dịch kết thúc, Colby, giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA viết: "Nhân dịp này tôi muốn bày tỏ niềm tự hào và sự bằng lòng của mình đối với chi nhánh về công tác các đại diện nó đã làm. Hàng nghìn người Việt Nam được cứu sống và có tương lai nhờ sự nỗ lực của các ông." Chiến dịch Gió Lốc được coi là chiến dịch cuối cùng của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Trong vòng 19 giờ đồng hồ, 81 máy bay trực thăng của Hải quân đánh bộ Mỹ đã chở hơn 1.000 người Mỹ và gần 6.000 người Việt Nam ra các tàu sân bay ở ngoài khơi. 7 giờ 53 phút sáng ngày 30 tháng 4, chiếc trực thăng cuối cùng cất cánh bay ra biển. Chiến dịch chính thức chấm dứt. Tại chiến dịch này, phía Mỹ có 2 quân nhân tử vong. Đây cũng là 2 binh sĩ cuối cùng của Mỹ tử trận trong khi làm nhiệm vụ ở chiến trường Việt Nam.